Giờ mình vừa mới ben xong và mình chạy ra đây mình đợi chủ nhà người ta về xong một tí nha. Thì có một chiếc xe xi măng mình đang chạy vào trong đây này. Nếu mà bị lầy á thì mình là sẽ chạy qua cứu, còn không lầy thì mình sẽ về. Để mình xem tình hình xe đó đang chạy vào mọi người. Một là mình đợi chủ nhà anh về ký xong rồi, thứ hai nữa là mình đợi cái xe xi măng đang chạy vào mọi người, sợ lầy không mình phải đi kéo. Giờ mình sẽ điện cho cái xe chạy xi măng xem là tới đâu rồi nha, có cần sự trợ giúp của mình không để mình biết đường. Vào tới nơi chưa? À, vào được không? Dê, dê cái chỗ dê vào, đừng có dê vào trong kia, nó sâu gần tới ấy nha, đầu gối nha. Kiểm tra cái chỗ hố bên kia kìa. Ừ, đừng có dê vào đường cũ là rất sâu lắm á. Bữa em đi xe em cũng bị đó, nhưng mà em né ra một bên rồi mà nó vẫn sâu đấy, không lấy gì lót vô. Rồi, đang dê vào mọi người ạ, đang dê vào, không biết vào được không. Giờ mình sẽ đợi thôi. Giờ mình sẽ chạy vào trong chạy heo nha mọi người. Chạy vào trong chạy heo để mà ký cái phiếu với lại đi hỗ trợ cái xe ben 04267 á, đang chạy xi vào là bỏ hai chỗ một nửa. 5 tấn là bỏ phía trong, còn 5 tấn bỏ phía ngoài. Thì anh sợ lấy nên là thôi mình cũng chạy vào để mình ký phiếu luôn. Có gì thì mình hỗ trợ. Vào đây hồi nãy chỗ này mưa rất to này mọi người. Không biết cái đường vào, ở đường vào thì chắc cũng vừa tạm thôi. Vào thêm một đoạn nữa tới. Luôn mọi người, xe kia bị lầy rồi không ra được. Sẽ có hết hai vì sai để có đà, để có lực hơn, tại vì xe mình không có hàng.
bảo lắc mo nữa chứ, lắc mo cho mình kéo thì có mà thắng. Đường nào trơn rồi bảo lắc mo. Sai rồi mà nó chưa nhả nha, cái này mình phải nhích tới nhích lui để nó nhả nha mọi người, chứ không là đi nó bứt chưa thập cầu trước đấy, tại vì chỗ cầu trước nó có chưa thập, nó vẫn chưa nhả. Ủa hay là mình chưa tắt, tắt rồi mà ta. Rồi nó tự thoát rồi đó mọi người. Nếu mà nó còn kêu mọi người đang mà lỡ đâu có chạy nhanh đâu là đừng có chạy nha, chết người á, hư xe luôn á. Cái này phải để ý cho nó. Rồi, ok giờ mình sẽ xuống ký phiếu rồi đó. Anh ở trong đây. Ngoài kia quay đầu đi. Chạy ra ngoài kia quay đầu luôn. Cứ đi, cứ chạy tới, chạy từ từ thì nữa nó nhả mà. Từ từ đã ơi từ từ đã, mở bứng đã, không mở bứng thì nữa ra không được đâu. Từ từ đã để coi đường đã, không lún ở đây nữa này. Hơn 4.000 rồi. À. Ở đây trơn này, này không lên được đâu. Bữa xe kia vào đây cũng kẹt ở đây mà. Chắc đi xéo cái này đi, đứng ở đây nha. Tại vì không bắt cái thang nữa mà. Ôi! Từ từ đã. Chạy tới đi. Yeah, vào đây là đứng luôn á, chạy tới đi, đi thế này này. Thế này này. Thế nữa bắt cái thang kia lấy cầu kia. Cứ đâm đầu vô đây nó sâu lắm. Dê ra đây lại đi. Mài số à?
Rồi vào luôn, đạp luôn. Vào luôn. Từ từ. Rồi chạy tới đi, cho nó hơi xéo nữa, cho nó sát luôn. Chạy tới đi. Móc sang đây này. Rồi. Dê luôn nha. Cẩn thận nha. Dê đây. Thôi. Được rồi á. Chứ chỗ kia nó cũng đứng sai mà, đây gần lắm rồi đó. Ra đây hồi nãy nó còn kẹt, giờ lấy cái thang đây này. Chạy nước nào? Cứ để đó đi, gác lên cái cây này nữa. Đi về luôn không? Hay rồi. Không biết nữa, để xem nhà có hàng chạy không. Để đó gọi anh Hiếu ra. Bắt. Để đây luôn à. Hả? Dấm bắn hay là thế này đi. Được không? Dấm. Chắc được, không phải dấm này nó gãy rồi này. Này nó yếu. Hay là vứt ra luôn đi. Cái này để hai tấm thế này luôn nha, thế này đi không? Hay là nhỏ quá? Để một tấm được gãy đấy. Một tấm gãy đấy. Cái này để lót ở đây được, thang của bọn nó đi mà. Bê ra bên mút đây, lấy thêm hai tấm nữa. Lấy thêm hai tấm gỗ nữa. Từ từ nha. Trả lại cho nó để nó đi. Đây, bỏ ra đó. Để xoay lại nha. Rồi. Kệ nó. Hai tấm rồi cho nó rộng ra. Nó đâu có chịu lấy ở đây đâu. Nó bắt là để bên kia cho gần đó. Để gọi hỏi xem là có phải chạy cái gì không. Ok, vậy là mình đã giải cứu xong xe bên Taco Gaker nha. Mình đã cứu xong rồi thì hiện tại bây giờ thì mình đang chạy ra ngoài đây. Mình đợi anh bóc xi măng xong là hai anh em cùng về luôn nha. Thì video của mình cũng được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và luôn đồng hành cùng kênh Fan Kỳ GT nha. Chúc tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Nhất là cùng đồng hành với kênh Fan Kỳ GT nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người trong các video lần sau.